Đức Giêsu chữa một người bị băng huyết và cho con gái ông Gia-gia sống lại. Marco chương 5 từ câu 21 đến câu 43. Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống." Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm. Bao phen khổ sở vì chạy thầy, chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo của người, vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu." Tức khắc, máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra, người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào áo tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa?" Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người, nhưng người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với người vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Talitha cum," nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta kinh ngạc sững sờ. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc này và bảo họ cho con bé ăn. Cuộc sống của con người luôn bị đe dọa bởi cái chết, ngay cả khi không có chiến tranh hay dịch bệnh. Có triết gia đã bảo rằng con người hiện hữu là để chết. Nhưng chẳng ai muốn chết, kể cả người tự tử. Ai cũng khát khao được sống và muốn sống khỏe, sống vui, sống mãi. Khát vọng đó, tự nó đâu có gì là xấu. Cho dù Đức Giêsu hay nói đến chuyện hy sinh mạng sống của Ngài cho tha nhân. Tin mừng hôm nay là tin mừng về sự sống. Đức Giêsu đem lại sự sống cho người phụ nữ 12 năm vật vã với ốm đau, thất vọng. 12 năm sống trong tình trạng bị coi là ô uế, không được chạm đến người khác, không được dự các lễ nghi. Bệnh tật làm bà đau đớn, cô đơn và khánh kiệt. Bà biết đến Đức Giêsu và khi thấy đám đông vây quanh Ngài,
bà đã táo bạo nghĩ ra cách để làm cho mình được khỏi bệnh. Đó là chạm vào áo choàng của ngài. Bà đã tin như thế và đã lén lút làm như thế. Lập tức bà được giải thoát khỏi cơn bệnh kinh niên. Đức Giêsu muốn gặp bà là người đã ăn trộm một phép lạ. Khi thấy bà run rẩy sợ hãi, ngài đã không của trách, nhưng ngài khen lòng tin của bà. Chẳng những bà được khỏi bệnh, mà bà còn được ơn bình an nhờ gặp gỡ đấng chữa lành. Tin mừng hôm nay là tin mừng về sự sống. Đức Giêsu đem lại sự sống cho một cô bé 12 tuổi. Vào thời xưa, cô đã thành thiếu nữ, có thể được hứa hôn. Cha cô là một chức sắc trong hội đường. Hốt hoảng vì biết con gái của mình sắp chết, ông phủ phục và khẩn khoản nài xin Đức Giêsu mau đến nhà mình. Ông tin chỉ cần ngài đến ngay và đặt tay là cô con gái của ông được cứu sống. Lòng tin của ông thật khiêm tốn và mạnh mẽ. Nhưng lòng tin ấy cũng phải trải qua thử thách không ngờ. Bởi lẽ trên đường đến nhà ông, Đức Giêsu đã bất ngờ phải dành thời gian cho bà bị băng huyết. Lòng của người cha lúc này nóng như lửa. Ông chỉ sợ con gái mình chết trước khi ngài đến nhà. Nhưng ngài lại không có vẻ gì vội vã khi gặp bà này. Vào lúc ấy, người nhà báo tin rằng con ông đã chết. Lúc này, ông trưởng hội đường bị đẩy vào một câu hỏi khó rằng có cần Đức Giêsu đến nhà nữa không? Ông chỉ nghĩ việc mời ngài đến nhà để đặt tay cho con gái ông lúc còn sống. Còn bây giờ nó chết rồi, không kịp nữa rồi. Mời Đức Giêsu đến nhà để làm gì trong lúc này? Ông chẳng nghĩ ra. Niềm hy vọng đã tắt, khiến ông lúng túng và tuyệt vọng. Chính lúc đó, ngài nâng đỡ ông. Đừng sợ, chỉ tin thôi. Và ngài tiếp tục đi với ông về nhà. Cần nếm nỗi đau của người cha mất con gái cưng. Trong phòng đặt xác cô chỉ có cha mẹ và bốn thầy trò. Đức Giêsu không đến đặt tay để cô được khỏi bệnh, nhưng ngài cầm tay để kéo cô ra khỏi móng vuốt tử thần. Cô đứng dậy được, đi được và ăn được. Có ai hiểu được niềm vui của người cha khi con mình được sống lại? Cũng có ai cảm được niềm vui của bà được khỏi bệnh băng huyết? Đức Giêsu đem lại sự sống. Sự sống đem lại niềm vui. Niềm vui làm cho niềm tin lớn lên hơn trước. Khi gặp thử thách, khi chúng ta thấy tuyệt vọng như người cha, Đức Giêsu cũng nói với chúng ta, đừng sợ, chỉ tin thôi. Khi hoàn toàn bó tay và tuyệt vọng như bà bị băng huyết, mong sao chúng ta cũng nói như bà, chỉ cần chạm vào áo ngài là tôi được khỏi. Chúa ơi, thật lạ lùng. Con có đủ hai tay khi bao nhiêu người bị cụt tay. Mắt con sáng khi nhiều người không thấy ánh sáng. Con biết nói biết cười khi bao nhiêu người câm không nói được. Con có đôi tay để làm việc khi nhiều người phải ăn xin. Thật lạ lùng, con có mái ấm để trở về khi bao người chẳng biết đi về đâu. Thật lạ lùng, con được yêu thương, được sống, được cười vui, được mơ ước, trong khi bao người khác sống trong cảnh chán chường,
ghét ghen, vật vã và chết trước lúc chào đời. Thật lạ lùng, con được biết Chúa và tin vào Chúa khi bao nhiêu người chưa được an vui vì không có đức tin. Chúa ơi, thật là điều hết sức lạ lùng. Con chẳng còn gì phải đòi hỏi thêm, chỉ thấy mình cần phải tạ ơn vì rất nhiều ơn con đã lãnh nhận. Ngày 30 tháng 6, các thánh tự đạo tin khởi Roma, năm 68. Nhiều năm sau khi Đức Giê-xu về trời, chỉ có khoảng một chục người Kitô giáo ở Roma, dù rằng họ không phải là những người tòng giáo của vị tông đồ dân ngoại. Khi thánh Phao-lô viết lá thư ấy vào khoảng năm 57-58, thì ngài chưa đến thăm họ. Ở Roma có nhiều người Do Thái. Có lẽ vì sự tranh chấp giữa người Do Thái giáo và Do Thái Kitô giáo mà hoàng đế Claudio đã trục xuất tất cả người Do Thái ra khỏi Roma trong những năm 49-50. Sử gia Suetonio nói rằng việc trục xuất là vì những xáo trộn trong thành phố gây nên bởi một vài Kitô hữu. Có lẽ sau khi Claudio từ trần, nhiều người đã trở lại đây vào năm 54 vì lá thư của thánh Phao-lô dường như viết cho một giáo đoàn dân ngoại rộng lớn. Vào tháng 7 năm 64, hơn một nửa thành phố Roma bị tiêu hủy vì hỏa hoạn. Người ta đồn rằng chính hoàng đế Nero đã gây ra thảm kịch này vì muốn nới rộng cung điện của ông. Nero đã mưu mô chuyển hướng bằng cách kết tội người Kitô giáo. Theo sử gia Tacito, một số đông Kitô hữu bị giết chết vì sự hận thù của con người. Thánh Phêrô và thánh Phao-lô có lẽ cùng chung số phận với những người này. Có những vị bị đem ra làm mồi để thú vật sâu xé, những vị khác bị treo trên thập giá cho đến chết. Cũng có những vị bị tẩm dầu vào thân xác rồi đốt như một ngọn đuốc cháy sáng mỗi khi đêm xuống. Tất cả những vị đó đều là môn đệ của các thánh tông đồ. Các ngài đã được hiến dâng cho Chúa như của lễ đầu mùa, như hạt giống đức tin gieo vào lòng lương dân, để từ đó nảy sinh những hoa trái tốt tươi cho các thế hệ kế tiếp. Lời trích: Đức Giáo Hoàng Clemente I, người kế vị thánh Phêrô, đã viết: chính vì sự đố kỵ và ghen ghét mà các trụ cột vĩ đại và chính trực của giáo hội đã bị bách hại và đã chiến đấu cho tới chết. Trước nhất, thánh Phêrô, vì sự ghen tương vô lý, ngài phải đau khổ không chỉ một hoặc hai lần nhưng nhiều lần. Và như thế, ngài đã hy sinh làm chứng, đã đến nơi vinh hiển mà ngài đáng được. Vì sự đố kỵ và tranh chấp, thánh Phao-lô đã cho thấy cái giá của sự kiên trì. Ngài bị xiềng xích 7 lần, bị lưu đày và bị ném đá. Là một sứ giả từ đông sang tây, ngài đáng được kính phục vì đức tin của ngài. Chung quanh các đấng ấy là một đám đông những người được tuyển chọn. Mặc dù là nạn nhân của sự ghen ghét, họ đã đem cho chúng ta gương mẫu cao quý nhất về sự chịu đựng khi bị tra tấn và sỉ nhục. Vì sự đố kỵ mà các phụ nữ phải đau khổ, như bà Đơ Sê hoặc con gái của Daniel, họ phải đau đớn khủng khiếp vì các hành động thô bạo, nhưng họ đã can đảm chu toàn đức tin bất kể sự yếu đuối của thân xác và đã chiếm được phần thưởng cao quý. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.